thật ra là cũng phải cảm ơn tất cả các anh em bởi vì uh, các anh em đã dành cho em một cái tình thương rất là đặc biệt. Cứ người này giới thiệu uh, anh, uh, khi mà em thi cái chương trình trước xong thì uh, có cái chị nhà báo thì chị nói là bây giờ em hát được, em sáng tác được, em viết được những cái bài đó rồi. Nhưng mà bây giờ em tại sao em không gửi cho một anh nhạc sĩ đi? Ừ. Là trước cái trạng học viện ngôi sao, đó giống như là kiểu gợi ý anh, kiểu a à, tại sao mình không làm cái này ta? Rồi em gửi thử để cái này nó nối tiếp với kia sau khi mà em gửi xong bắt đầu tự nhiên cái duyên nó lại gặp thì lúc đó lại gặp Phúc Bồ. Đó rồi cứ nối tiếp nối tiếp nối tiếp như vậy. Từ đó tới giờ nha, em vẫn không có cưỡng cầu bất kỳ điều gì cả. Em chỉ có một cái duy nhất là em thích nghệ thuật thôi. Mà khi mà em tham gia em hoạt động ở đoàn trường á, thì em đã biết là em thích rồi mà từ ngay từ hồi đó là em đã tham gia hết tất cả các câu lạc bộ rồi, từ câu lạc bộ chống kèn, câu lạc bộ à, kịch, à, hát đó rồi nhảy múa ngày xưa em còn đi múa cờ ừ. đó kìa nhưng mà khi mà mình lên tới cái cấp đại học á thì ba mẹ mới chấn tĩnh em kêu em là bây giờ em cần phải chọn một cái ngành kinh tế để tại vì con không biết là gia đình như thế này như thế này và cái ngành mà con đang chọn con đang thích á nó tốn rất là nhiều tiền thứ nhất là tiền đầu tư và thứ hai nữa là cái tiền để mình nuôi cái nghề á thì mình cũng đắn đo mình suy nghĩ <laughs> mình kêu bây giờ làm sao bây giờ về học kinh tế nhưng mà em vừa tham gia học kinh tế được 3 năm đi thì đùng cái em đi tham gia cái cái học viện mà học viện đi 3 tháng mà bây giờ uh, chỉ cần là lớp mà nghỉ 3 buổi thôi quá đâu quá tính buổi thứ ba thôi là đã bị nợ môn rồi mà lúc đó em đâu có đủ tiền để mà em đóng đâu cho cái số tiền nợ nó nhiều quá và khi mà em cầm cái 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 tiền mà ba mẹ em đưa cái tiền đầu tiên em chỉ nhận đúng một cái tiền đầu tiên khi mà em vô đại học là em em nhận của ba mẹ em em còn nhớ hoài luôn mẹ em cầm mà mẹ em tay run gì nè em nhận đúng 15 triệu vào 2013 thì khi mà em cầm cái đồng tiền đó xong á và khi mà em nhìn em nhớ lại là em nhìn thấy là em đang nợ quá trời nhiều môn như vậy á thì em mới nói trong đầu là không em không về em lấy tiền nữa Rồi em quyết định là em bảo lưu em nói với thầy em lúc đó em còn nói sợ với thầy uh, kêu em đi mỹ rồi thầy kêu sao con nghĩ là dạ con đi mỹ rồi thầy hỏi là con đi mỹ con làm gì dạ con đi mỹ con đi hát thầy <laughs> con đi hát thầy mệt, nó vô lý như vậy mà nó ố chỉ gì mà thầy tin thầy vẫn tin này kêu thầy chúc con thượng lộ bình an đồ này kia